90 ha. À, trang 90. Bữa mình ghi bài tới đâu rồi nhỉ cả lớp? Dạ. Bữa mình ghi bài đến cái thành mà mình 4 nhỏ đúng không? 4 bốn nhỏ văn nhỏ bản ghi xong 1 bốn đúng nhỏ không? rồi và mình Rồi bây ghi giờ ghi ghi cho xong ở thầy. đây nhỏ rồi, xong rồi mình Rồi còn mình ghi luôn ba nhỏ luôn rồi thầy, ba ghi ba nhỏ nhỏ thì mình ghi đến ba nhỏ. ba nhỏ Ba là nhỏ, cái ba bài nhỏ học là bài ở từ đầu trên tiên giấy từ giấy mềm. Dạ ghi hết rồi ạ. ủa cái đó mình phải ghi là bốn nhỏ mới đúng chứ, tại vì ba nhỏ của mình là mình đã ghi Ba nhỏ là ba văn nhỏ. bản một. Ủa thầy Ủa nhớ gì? không, làm ba nhỏ của mình là phần bài tập thực hành tiếng Việt Khác nè. rồi. Ồ, đúng rồi. Vậy thì phải Ồ. là năm... Có phải Ê... không? Cả lớp phải không? Cả Đúng lớp rồi, kiểm tra vậy thì lại cái đi. này Có phải phải đánh không? cho năm nhỏ Ba đúng nhỏ không? là Thì thực phải là hành tiếng gì, còn bốn nhỏ là văn bản một. đúng Vậy là rồi, năm nhỏ phải nhỏ. là từ đề Bây bài đừng giờ qua mình giấy sẽ mềm. ghi đi cho thầy Sáu năm nhỏ. nhỏ văn bản 2 giọt sương đêm. Ôi Hôm nay chúng ta thầy sẽ ơi, ghi vào thầy giọt sáu sương nhỏ chứ đêm. thầy. Sáu Năm nhỏ nhỏ thầy. chứ con. Tại Sao vì sáu bốn nhỏ? nhỏ chúng ta là bài học thì phải có bộ máy. Bốn nhỏ là văn bản 1 bài học đường đời đầu tiên. Bây giờ mình qua văn bản 2 thì nó phải là năm nhỏ đúng không nè? Tại vì nó còn có cái phần Nhỏ mà bốn nhỏ là văn bản một và năm nhỏ là bài học đường đời đầu tiên của giấy mèn á. cái đó là phần nhỏ, cái đó là phần C nhỏ chứ con. Dạ. C nhỏ Vậy là thì bài con học đường đời đầu tiên của giấy mèn được rút ra sau câu chuyện giấy mèn và giấy chắc chọc chị Cóc á, nhớ không? nhớ. Nhớ không? Thầy Rồi. cũng vậy đi. Bây giờ mới đi vào văn bản này ha. Ở trong văn bản giọt sương đêm này thì thầy cần các bạn nhớ cho thầy nè. Ở trong văn bản này trước nhất chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về tác giả ha. Các bạn ghi cho thầy phần A nhỏ. A nhỏ. Tác giả nhà văn Trần Đức Tiến. Trong sách giáo khoa trình bày cho chúng ta rất là ngắn gọn về tác giả. Nhưng thầy có những nét sau đây cần các bạn nhớ cho thầy về tác giả ha. Tác giả là một trong những, các bạn ghi ha, các bạn không ghi gì hết nha, các bạn chỉ ghi cho thầy là A nhỏ nhà văn Trần Đức Tiến thôi. Phần này ở trong sách giáo khoa có nha các bạn ha. À bây giờ thầy nói tiếp ha. Về tác giả Trần Đức Tiến thì các bạn nhớ cho thầy, nhà văn sinh năm 1953. Quê của ông thì ở Hà Nam và ông chính là chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ông đã tham gia Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1996 và chủ đề của ông thường viết tập trung viết về vẻ đẹp đúng không của thiếu nhi, cho nên ông đã đưa vào trong các tác phẩm của mình những câu chuyện gắn liền với cuộc đời của thiếu nhi. Rồi, về phần tác phẩm tiêu biểu của tác giả thì thầy cần các bạn nhớ cho thầy có là đôi trên đôi cánh chuồn chuồn nè, rồi các bạn sẽ thấy câu chuyện sớm bờ dậu nè, hoặc là câu chuyện làm mèo nè, vân vân của tác giả. Và tác giả đã có một cái tâm thế luôn đưa những hình ảnh về câu chuyện về thế giới loài vật vào trong các tác phẩm của mình để từ đó thể hiện tình cảm, đặc điểm tình cảm của con người, được chưa? Như vậy ở phần A nhỏ, nhà văn Trần Đức Tiến, thầy yêu cầu các bạn ghi cho thầy chữ sách giáo khoa trang 93 đi cả lớp. Chúng ta đi nhanh ha. Đi nhanh Dạ, phần mở sách đầu giáo nè. khoa trên bao nhiêu thầy? Trang 93 con. A nhỏ, nhà văn Trần Đức Tiến, sách giáo khoa trang 93. Các bạn nhìn thấy phần đó chưa? Cuối sách giáo khoa trang Dạ 93 có rồi trình ạ. bày bài nét về nhà văn Trần Đức Tiến ha. Dạ rồi. Trời ơi, nay thầy mới á gì vậy thầy? Con ghi cho thầy phần A, con ghi tới đâu rồi Linh? Con mới nghe thầy nói là A nhỏ gì á. A nhỏ nhà văn Trần Đức Tiến con, xong rồi ghi cho thầy chữ sách giáo khoa trang 93. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay ha. Các bạn ghi cho thầy B nhỏ trải nghiệm cùng văn bản. Ở phần chuẩn bị đọc thì thầy
cùng với các bạn dừng lại với thầy một chút về trải nghiệm cùng chuẩn ở khâu chuẩn bị đọc. Bây giờ các bạn hãy quan sát ở phần câu hỏi thầy đặt cho các bạn ha. Phần chuẩn bị đọc thì chúng ta không có ghi, nhưng các bạn lắng nghe, các bạn ghi cho thầy B nhỏ trải nghiệm cùng văn bản trước đi. B nhỏ trải nghiệm cùng văn bản. Ủa thầy, cái câu hỏi chuẩn bị đọc này là tập tính có nghĩa là gì thầy? Tập tính có nghĩa là về thói quen á con. Ví dụ như giống như là con người của mình nó có những phong tục, tập quán, đặc điểm nào thì tập tính của loài bọ dừa này cũng y chang như vậy á. Nó sống ra sao, nó sinh hoạt, nó ăn uống như thế nào gọi là tập tính, được chưa con? Từ tập tính này là thuật ngữ trong bộ môn sinh học nha. Mai mốt tụi con sẽ được học bộ môn sinh học á. Tụi con sẽ được học về các loài động vật, tụi con sẽ thường nghe từ tập tính nha. Rồi, tập tính có nghĩa là thói quen là đặc điểm của loài vật đó đó nha con ha. Rồi, bây giờ các bạn quan sát vô cái hình ảnh, thầy nghe nè. Bây giờ không cần một sinh học rồi thầy ơi, nó trộn chung với môn khoa học tự nhiên. Đúng rồi, gọi là môn khoa học tự nhiên đó con. Rồi, bây giờ thầy đi, các bạn quan sát cho thầy hình hình ảnh ha. Đây là hình ảnh con bọ dừa, được chưa? Hình ảnh con bọ dừa, bây giờ các bạn quan sát đặc điểm của nó thôi. Con bọ dừa có thân như thế nào đây các bạn? Thân của nó như thế nào đây? Màu cam, chấm đúng rồi, thứ nhất là màu cam nè, trên trên cam thân thì có những cái chấm màu màu đen, đúng không? Rồi mình nhìn thấy là cái cánh này thì như thế nào đây, nó bầu đúng không các bạn? Nó bầu, nó tròn đúng không? Rồi cái cánh này theo quát mắt quan sát của mình thì các lớp cho thầy biết coi cái cánh này nó cứng hay nó mềm. Cứng, con nghĩ là cứng. À, cánh này nó cứng. Rồi các bạn quan sát cho thầy coi, ở đây có bao nhiêu chân đây? Nhưng mà nhìn nè, ở đây có mấy chân? Bốn chân. Bên đây có ba chân, chắc chắn là ở bên kia cũng sẽ có như thế nào các bạn? Sáu chân, tổng cộng sẽ có sáu chân đúng không? Rồi, có một cái đầu như thế nào đây các bạn? Dẹp. Đầu đen. Nhọn, màu đen. Và ở trên cái đầu thì cũng có hai cái gì các bạn? Hai con mắt. Có hai cái. Cái râu ngắn. Có hai cái rồng ngắn. Nó ngắn như vậy. Thầy ơi. Ừ, nó rất là ngắn đúng không? Như vậy vì các bạn quan sát cái hình ảnh về về con bọ dừa mà các bạn quan sát qua hình ảnh cũng đã giúp cho các bạn có thể khái quát được về nét về hình ảnh đúng không? Tập tính của con bọ dừa. Như vậy thầy có phần giới thiệu cho các bạn về con bọ dừa này. Bọ dừa được xem là một loài côn trùng ha các bạn ha. Nó thường sống ở đâu? Nhớ anh thầy, nó thường sống ở ngoài đồng cỏ nè. Nó thuộc loài bộ cánh kim, được chưa? Đây là một loài cánh cứng của lớp côn trùng ngành chân đốt. Rồi, cái này các bạn, những từ ngữ này á, nó nằm trong thuật ngữ của bộ môn khoa học tự nhiên ha. Tụi con có thắc mắc gì tụi con có thể ghi nhận lại đến bộ môn khoa học tự nhiên, tụi con hỏi thầy cô giáo nha. Rồi, tiếp tục nè, các bạn quan sát tiếp nè. Có cặp cánh cứng phủ trên lưng ha. Thầy ơi, có cặp cánh cứng thấy rồi. Thầy thấy rồi, thầy thiếu dấu sắc rồi, thầy thấy rồi. Rồi tiếp tục nè. Có một đường dọc ở trên lưng nhằm mục đích gì vậy các bạn? Để giúp cho hai cánh của nó khi bay thì nó sẽ không, nó sẽ dang ngang ra để nó bay và nó đưa người của mình về phía trước, đúng chưa nè? Rồi, hai cái cánh được đóng lại khi nghỉ ngơi, còn khi bay thì hai cánh này sẽ mở ra, nó nằm theo chiều ngang giống như cái cánh của máy bay đó, được chưa? Rồi, động vật này là loài động vật ăn cỏ, lá cây và lá trúc. Rồi, như vậy vừa rồi thầy trình bày cho các bạn về đặc điểm tập tính của con bọ dừa. Bây giờ các bạn quan sát cho thầy câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 người ta đặt ra cho các bạn nè. Như vậy đã có bao giờ trong cuộc sống có những cái hoàn cảnh bất ngờ nào khiến cho chúng ta đưa ra những suy nghĩ, những quyết định cho bản thân của mình hay chưa? Thầy ví dụ, thầy ví dụ tối các bạn nằm ngủ, các bạn nghĩ rằng là ôi ngày mai mình phải đi đi thăm một người bạn của mình, nhưng mình lại đắn đo suy nghĩ ôi không biết là có nên đi không ta. Thì có bao giờ cái trong quá trình các bạn suy nghĩ như vậy có một lý do nào đó tác động các bạn và thôi thúc các bạn phải làm ngay không? Có bao giờ chưa? Mời các bạn chia sẻ với thầy. Ở câu này thầy mời Lộc cái nè con, Minh Lộc. Anh thầy. Chia sẻ đi con, có bao giờ con có một cái yếu tố nào bất ngờ trong cuộc sống khiến con thay đổi quyết định của bản thân mình chưa? Dạ chưa.
Chưa đúng không? Rồi, cảm ơn Minh Lộc ha. Con thì chưa. Rồi, hãy mời Duy Hưng nè. Câu hỏi này dễ nè Duy Hưng. Hãy mời Duy Hưng. Thầy là chưa rồi. Chưa luôn à. Có bạn nào đã thay đổi rồi? Có một cái trường hợp nào tác động đến làm cho bản thân của mình thay đổi rồi không? Hãy mời Mỹ Du đi con. Hãy mời Mỹ Du. Dạ thì nói lại đúng không thầy, con chưa hiểu về câu hỏi lắm. Câu hỏi của thầy như thế này: trong cuộc sống con có những cái lựa chọn đúng không? Có những lúc con sẽ phải đưa ra quyết định, được chưa? Được chưa? Nhưng có những lúc con đưa ra quyết định con không biết là mình phải làm như thế nào, mình phải chọn A hay chọn B. Nhưng qua một hồi suy nghĩ, có một cái yếu tố bất ngờ nào đó đến, tự nhiên làm cho mình đưa ra được một cái quyết định chính xác nhất. Thì trong cuộc sống của con có bao giờ con trải qua cái hoàn cảnh như vậy chưa? Dạ rồi. Có lần nào vậy con kể cho thầy và các bạn cùng nghe được không nè? Dạ là lúc mà đi mua đồ với mẹ là mẹ kêu con lựa chọn cái màu xanh hay là một cái áo màu xanh hay là cái áo màu hồng. Con đắn đo một hồi, cái tự nhiên cái quyết định của con là sẽ chọn một cái áo màu xanh. Vậy theo con yếu tố bất ngờ nào là tác động giúp cho con lựa chọn cái áo màu xanh? Yếu tố nào làm cho con quyết định là lựa chọn cái áo màu xanh nè? Hả? Con có thể chia sẻ không? Có thể chia sẻ là cái quyết định nào dẫn đến việc con không chọn áo màu hồng mà lại chọn áo màu xanh? Hả? Rồi như vậy là bạn Thầy của là mình. Thầy nghe nè con phát biểu đi, thầy nghe nè. Dạ thưa thầy là cô nhân viên nói con là nên lựa chọn cái áo màu xanh. À, yếu tố bất ngờ ở đây là do cô nhân viên tư vấn để giúp cho bạn lựa chọn chiếc áo màu xanh ra. Cảm ơn bạn Du ha. Ở đây thầy thấy cánh tay của bạn Quân giơ tay nè, thầy mời Quân đi con. Thầy mời Quân nè con. Ủa Quân bỏ tay rồi. Hồi nãy thấy giơ tay mà. Rồi thầy mời Quân đi con. Trong cuộc sống có những lúc nào con phải lựa chọn và cái quyết định nào, cái yếu tố bất ngờ nào giúp cho con có thể đưa ra được cái quyết định cuối cùng nè? Là gì con? Phần chuẩn bị đọc. Là cũng có lần ở nhà ngoại con có hai con chó, nhưng mà một con dữ, rồi con mới chơi với cái con hiền. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Chỉ có vậy thôi. À có nghĩa là ở đây thầy hỏi là yếu tố bất ngờ nào giúp cho con quyết định là con không chơi con dữ mà lại chơi con hiền. Ai trong chúng ta cũng sẽ lựa chọn con hiền để chơi chứ ai chả không có ai lựa chọn con dữ đâu đúng không? Như vậy là câu chuyện của bạn Quân chưa có yếu tố bất ngờ. Được chưa? Rồi thầy cảm ơn Quân. Rồi thấy bạn thầy mời Khánh Trân nè con. Thầy mời Khánh Trân. Dạ là cái đó là một lần ở trong con, hồi đó con học lớp 5 với thầy thì có một cái em như con phải suy nghĩ để lựa chọn thì là bạn của con thì của con đi qua đánh cầu lông với nó, còn bên nhóm của con thì chúng nó đang bày cái gì đó chúng nó rủ đi chơi heo, thì nó là con gái bên kia là con trai mà thường thường là con không chơi với con gái, con rất hay chơi với con trai. Cái xong rồi con suy nghĩ là giờ mình phải chơi với đứa nào ta, thế xong rồi thì một bạn đã mua chuột con, nó là mày mày chơi tao đi rồi tao sẽ mua ra cho mày con, rồi con cũng chọn bạn nữ tại vì con thích chơi nó đơn giản. À
như vậy là yếu tố bất ngờ xảy ra trong câu chuyện và sự lựa chọn của bạn Khánh Trân đó là cái gì? Mày chơi tao, tao mua đồ ăn cho mày. Yếu tố bất ngờ xuất hiện ở đây là gì? Tự nhiên mình đang bị kích thích thu hút bởi một món ăn và mình đang tò mò rằng nó sẽ mua món gì cho mình đây. Có lạ hơn những món bình thường hay ăn hay không? Con này con không chọn bên nó, con không chọn bên nó, con chọn tại vì con quyết định mà đâu phải nó quyết định đâu, nó mua cho con đó được. À, có nghĩa là con không có chơi với mấy bạn nữ nữa mà con lại chơi với mấy bạn nam. Dạ. Tại vì à, như vậy là như vậy là khi đứng trước sự lựa chọn này con thích mấy người. À, thầy hiểu câu hỏi câu chuyện của Trân rồi. Như vậy là trong yếu tố trong câu chuyện của bạn Trân thì yếu tố bất ngờ ở đây là gì? Bạn mua chuộc tôi hả? Và bạn nghĩ rằng tôi dễ bị mua chuộc lắm hả? Tôi là người có sĩ diện và liêm sĩ cao lắm á nha. Tôi có giá trị của tôi á nha. Và chính điều đó đã giúp cho bạn lựa chọn rằng đi theo cái lý trí chứ không đi theo cái tình cảm. À, thầy cảm ơn bạn Khánh Trân rất là nhiều. Bạn có yếu tố bất ngờ đó ha. Có nghĩa là đừng có mua chuộc tôi. Và bây giờ một bạn cuối cùng ha, thầy mời Khánh Linh. Bạn cuối cùng xong thầy và các bạn sẽ đi vào bài ha. À, thầy mời Khánh Linh. Vậy đây thầy, đà một lần đó đã xảy ra lúc con đang ngồi vẽ màu nước. Dạ. Dạ, là lúc đó là con đang định vẽ một phong cảnh và con định đang băn khoăn về một vấn đề là con phải vẽ con không biết là mình nên vẽ một cái cảnh hoàng hôn hay là mình nên vẽ một cái cảnh là buổi sáng. Sau đó một hồi suy nghĩ, con nghĩ rất là lâu, cái tự nhiên trong đầu con lại nảy ra một gì đó. Lâu con lại nảy ra một ý định. Con nghĩ ra một ý định là con sẽ vẽ cảnh buổi chiều, tại vì nè cảnh buổi chiều ở quê con, tại vì con chợt nhớ đến những rặng dừa là những ấy ở buổi chiều, con thấy nó đẹp cho nên là con vẽ ra buổi chiều ạ. Rồi, thầy cảm ơn bạn Linh. Yếu tố bất ngờ xuất hiện ở đây đó là cái gì các bạn? Đó chính là tiếng gọi của kỷ niệm tuổi thơ. Nó xuất hiện trong câu chuyện của bạn Khánh Linh và làm cho bạn Khánh Linh quyết định vẽ về quê hương của mình. Và có thể nói câu chuyện của bạn Khánh Linh cũng giống như câu chuyện của các nhân vật trong tác phẩm Giọt Sương Đêm ngày hôm nay thầy và trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Như vậy, qua phần chuẩn bị đọc của chúng ta thấy được rằng đôi khi trong cuộc sống cũng sẽ có những yếu tố bất ngờ làm cho chúng ta thay đổi quyết định. Như vậy, chúng ta cùng khám phá văn bản Giọt Sương Đêm để xem coi yếu tố bất ngờ xuất hiện trong văn bản này và làm cho nhân vật chính của mình thay đổi ở đây là gì. Hãy mời các bạn chúng ta cùng nhau vào văn bản có tên gọi Giọt Sương Đêm. Và bây giờ ở văn bản này, các bạn đã đọc rồi ha. Và thầy cũng sẽ không có đọc lại bởi vì chúng ta không có thời gian. Bây giờ thầy tóm tắt văn bản để cho các bạn nắm một cách ngắn gọn văn bản này để chúng ta đi vào trong phần suy ngẫm và phản hồi cùng với thầy. Ở văn bản này chúng ta có xoay quanh 5 chi tiết. Chi tiết thứ nhất đó chính là nhân vật bọ dừa đến sớm bờ dậu xin nghỉ trọ. Và ở nhân vật ở đây á, nhân vật thầy. Bọ dừa thầy nghe. Cho con hỏi là sớm bờ dậu ở đâu vậy thầy? Sớm bờ dậu này là cái sớm ở trong câu chuyện này được đặt tên đó con ha, nó như là một cái khung cảnh làng quê, giống như là quê thầy ở Cần Thơ vậy đó, người ta đặt gọi là Cần Thơ, hiểu chưa con? Trong câu chuyện này sớm bờ dậu đó là được xem như là một địa danh ha. Rồi à, bởi vì nó là một câu chuyện xây dựng trên thế giới của đồng thoại cho nên là không xác định cụ thể được nó nằm ở vị trí nào trên bản đồ Việt Nam, được chưa tụi con? À, hãy đọc tiếp, thầy nói tiếp ha. Rồi, như vậy các bạn thấy là khi nhân vật bọ dừa đến xin nghỉ trọ ở một xóm bờ dậu thì nhân vật bọ dừa này quyết định là nằm nghỉ ở dưới tán lá trúc. Ở dưới tán lá trúc thì sự việc tiếp theo xảy ra đó chính là thằng lằn đến báo với cụ cốc là về việc có một vị khách đến trọ trong xóm bờ dậu. Giống như là xã hội của mình bây giờ, khi mình đến một nơi mình cư trú thì mình phải làm nhiệm vụ là gì vậy cả lớp? Đó chính là khai báo tạm trú tạm vắng, đúng không? Để người ta biết rằng là có người lạ đến cái địa phương này để người ta quản lý mình, được chưa? Và chi tiết thứ tư xuất hiện là đêm đến,
Giọt sương ở trên tán lá vô tình rớt ngay xuống cổ của bọ dừa và khiến bọ dừa không thể nào chợp mắt được. Và sau cái chi tiết là giọt sương đêm này rớt ngay vào xuống cổ của bọ dừa, làm bọ dừa chằn chọc không thể nào ngủ được. Bọ dừa đã quyết định sáng hôm sau thu dọn hành lý từ giã thằn lằn và trở về quê cũ sau bao nhiêu năm xa cách. Câu chuyện nó chỉ xoay quanh có cái tình tiết quan trọng nhất ở trong câu chuyện này, đó chính là lúc nhân vật bọ dừa bị giọt sương rớt ngay xuống cổ, và chính đó gọi là yếu tố bất ngờ làm cho nhân vật bọ dừa quyết định phải trở về quê của mình. Như vậy chúng ta sẽ đi vào trong phần khám phá xem coi tại sao cái chi tiết giọt sương rơi xuống cổ của nhân vật bọ dừa lại khiến cho nhân vật bọ dừa có sự thay đổi trong suy nghĩ và hành động của mình như vậy ha. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào trải nghiệm văn bản với phần đầu tiên. Các bạn đánh dấu sao cho thầy ở phần đầu tiên, đó chính là phần tóm tắt văn bản. Đánh dấu sao đây các bạn. Các bạn vẽ một cái dấu cộng á, xong rồi các bạn tỉa nó ra, gọi là dấu hoa thị á, dấu sao, dấu hoa thị á ha. Các bạn ghi cho thầy chữ tóm tắt văn bản. Rồi, thầy đã giao bài tập cho các bạn. Các bạn hãy tóm tắt văn bản giọt sương đêm bằng sơ đồ, đúng không? Rồi bây giờ thầy mời các bạn sẽ nhìn vào phần tóm tắt của các bạn, đọc cho thầy và các bạn nghe nha. Ở lớp nghe nè, thầy đã giao nhiệm vụ là các bạn sẽ tóm tắt sơ đồ giọt sương đêm, sơ đồ cho văn bản giọt sương đêm. Bây giờ thầy mời các bạn sẽ nhìn vào trong cái phần tóm tắt của các bạn, các bạn đọc phần chuẩn bị của các bạn cho thầy nha. Ở câu này thầy mời bạn Gia Bảo câu số 1, thầy nghe nè. Thầy nghe là Tiến Dũng. À, như vậy là mình sẽ ghi hoa dấu mũi dấu hoa thì xong ghi xe nhỏ tập cách văn bản đúng không? Không. Tụi con đánh dấu sao xong rồi tụi con ghi cho thầy chữ tóm tắt văn bản, bởi vì phần ghi bài nó khác với lại phần các bạn ghi trong vở nha. Đánh dấu sao và ghi cho thầy chữ tóm tắt văn bản, không ghi chữ C nữa nha. Cả lớp hiểu chưa cả lớp ơi? Rồi bây giờ thì mời phần làm việc của bạn Gia Bảo. Con đọc phần tóm tắt văn bản giọt sương đêm bằng sơ đồ cho thầy cái nè. Gia Bảo câu số 1. Dạ thầy. Đọc cho thầy phần tóm tắt đi con. Bạn đó tắt mic rồi à thầy? Bảo ơi, Bảo có số 1 đâu rồi con? Dạ thầy. Con nhìn vào trong phần làm việc của con và đọc cho thầy phần sơ đồ tóm tắt sơ đồ văn bản giọt sương đêm cái nào. Thầy đang chờ đó nha. Thầy và các bạn đang chờ đó nha. Không làm được chứng tỏ rằng là không có làm bài, không có chuẩn bị bài thì cho không điểm được. Con chuẩn bị bài chưa Bảo? Bạn đã chắc mình rồi. Con chuẩn bị bài chưa Bảo? Đã, chưa. Rồi hay quá ha. Trả lời với thầy một câu chưa là xong rồi đó. Dạ. Mày muốn con không làm bài. Mai mốt con đi học lại là thầy sẽ đóng vai, thầy sẽ đóng vai Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn với con nha. Nha Bảo nha, thầy ghi ở đây vậy. Thầy ơi thầy, con được thầy không nghe thầy? Nè. Cho con hỏi thầy. Thầy nghe nè Mỹ. Gì mà thầy nói thầy giống vai Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn là sao thầy? Có nghĩa là thầy không muốn làm phù thủy, con hiểu không? Thầy đóng vai Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn để đang nói ẩn ý với con, bữa giờ không hiểu luôn ta. Bữa giờ tụi con hay nghe các bạn mà không trả lời được thầy nói nè. Bây giờ tụi con có tin là thầy đóng vai. Ủa cái này là, à thầy nhớ lộn rồi.
thầy dạy mấy anh chị lớp 9 bên trường thầy á, là thầy hay nói vậy lắm á. Thầy hỏi cái gì mà mấy anh chị không biết, thầy nói các bạn muốn thầy đóng vai gì, ghẻ hay là đóng vai bác thợ săn đó, là vậy đó. Rồi có nghĩa là gì, những các bạn nhớ trong câu chuyện là dì ghẻ là người có tính cách như thế nào, dữ tợn đúng không? Ờ, còn bà độc ác, còn bà Tuyết thì đó như thế nào, hiền lành, hiền lành, chăm chỉ, đúng chưa? Rồi dạ. Bây giờ thầy mời Đăng Khoa, con Đăng Khoa làm cho thầy phần tóm tắt rồi. Dạ thầy. Thầy mời con. Quang Anh bật cam lên nha con. Trời, đọc luôn hay sao thầy? Đúng rồi, con đọc cho thầy phần làm việc của con đây nè. Dạ. Đầu tiên của con là bọ dừa ghé đến xóm bờ dậu và hỏi thăm thằng Lằng về một chỗ tạm. Thiếu rồi, thiếu rồi Khoa, thiếu rồi. Muốn đi vào tóm tắt lại thì đầu tiên phải đọc cái gì cho thầy? Tên văn bản đâu? Rồi nội dung chính của văn bản đâu? Rồi bắt đầu mình mới vô mình kể về các sự việc chứ. Thiếu rồi. Rồi bây giờ con, bây giờ thiếu phần nào? Coi như là con đang bị thiếu tên tác giả, tên tác phẩm đúng không? Con bị thiếu nội dung chính đúng không? Con chỉ có các sự việc thôi đúng không? Rồi bây giờ đọc các sự việc cho thầy và các bạn nghe đi. Dạ. Rồi mời con đọc đi. Bọ dừa ghé. Bọ dừa ghé đến xóm bờ dọc và hỏi thằng Lằng về một chỗ trọ qua đêm dưới vòm lá trúc. Rồi là thằng Lằng thông báo với cụ giáo Cóc về sự xuất hiện của nhà buông cánh cứng ở xóm bờ dậu đêm ấy. Đó là sự việc số 2 hả Khoa? Dạ. Rồi sự việc số 3 đi con. Dạ, sự việc số 3 là bọ dừa ngủ dưới vòm lá trúc nửa đêm, sương rơi trúng cổ làm bọ dừa tỉnh ngủ. Sự việc số 4 là sáng hôm sau, sau khi kể cho thằng Lằng nghe về một đêm mất ngủ của mình, bọ dừa khoác ba lô hành lý trên vai chào tạm biệt thằng Lằng để về quê. À. Sự việc thứ 3, năm là thằng Lằng đến nhà cụ giáo Cóc kể cho cụ nghe câu chuyện bò dừa mất ngủ. Rồi, còn gì nữa không con? Dạ hết rồi. Hết thì sau này mai mốt nữa mình phát biểu xong mà mình hết thì nói dạ thưa thầy con đã trình bày xong nha. Được dạ. Chưa? Rồi, bây giờ thầy mời một bạn khác nhận xét cho thầy phần làm việc của bạn Đăng Khoa nè. Thầy mời bạn Gia Khang ơi con ơi, Gia Khang, con nhận xét phần làm việc của bạn Đăng Khoa nha Khang. Dạ. Dạ bạn. Bạn trình bày như thế nào nè con? Về giọng điệu nè, bạn trình bày rõ ràng không? Dạ rõ ràng ạ. Rồi theo con là qua phần trình bày của bạn, bạn nắm được các sự việc chính chưa nè? Bạn nắm được chưa nè? Dạ có. Rồi qua phần trình bày của bạn, con nhận xét bạn có sự chuẩn bị bài kỹ lưỡng chưa? Dạ có chuẩn bị kỹ lưỡng ạ. Rồi cảm ơn bạn Gia Khang ha. Qua phần làm việc của bạn Đăng Khoa thì bạn Gia Khang đã nhận xét với 3 ý sau đây. Thứ nhất là phần trình bày của bạn Đăng Khoa rõ ràng ha. Phần thứ hai là bạn đã bám sát được các chi tiết trong văn bản Dọc Sương Đêm. Và phần cuối cùng qua đó ta thấy được là bạn Đăng Khoa có phần chuẩn bị bài rất tốt ở nhà, được chưa? Rồi bây giờ thầy mời một bạn khác. Theo con là bạn Đăng Khoa đã làm đầy đủ chưa? Nếu đầy đủ rồi thì con nhận xét phần làm việc của bạn, còn nếu chưa đầy đủ thì bổ sung cho thầy nha. Rồi thầy mời Trường Khánh. Nhìn thưa thầy là bạn Đăng Khoa làm thì cũng đầy đủ rồi, nhưng mà con thấy có một chỗ là ông bỏ dừa đó là tới xóm bờ dậu và không kiếm được chỗ trọ nên mới ngủ ở dưới bồng tre, mà bạn đó nói là ông bỏ dừa trọ dưới bồng tre. Ông bỏ dừa không tìm được chỗ trọ. Theo các bạn là ông bọ dừa không tìm được chỗ trọ. À bạn Trường Khánh có sự thay đổi là ông bọ dừa không tìm được chỗ trọ. Rồi có bạn nào có ý kiến giống như bạn Trường Khánh không? Ý là con có ý kiến khác thầy. Thầy mời Khánh Linh có ý kiến khác à. Thầy mời Khánh Linh. Theo con thấy là bạn Trường Khánh nói sai.
Tại vì ông thằng Lằng có nói là thằng nếu mà ông không chê thì ông có thể là ở ngủ ở đỡ ở nhà tôi. Tuy nhưng mà bọ dừa lại sợ, tại vì hồi tuổi thơ ông hay bị những đứa trẻ nhốt vào những cái hộp thùng á. Con có nghe chi tiết như vậy cho nên con nghĩ đúng là đúng rồi, bạn Khánh Linh nhớ chi tiết rất là giỏi, nhớ được cái chi tiết đó chính là ông nhớ lại một lần bị trẻ con bắt cóc bỏ trong cái thùng đồ chơi, cho nên là ông bị ám ảnh bởi những cái gian nhà tăm tối chật hẹp và khó thở. Cho nên nhân vật bọ dừa của chúng ta đã quyết định như thế nào các bạn? Ngủ lại dưới vòm lá trúc thật, được chưa? Như vậy là ở phần này bạn Khánh Linh, được chưa? Bạn Khánh Linh đã giúp cho bạn Trường Khánh nhìn rõ hơn được chi tiết như là bạn Đăng Khoa đã trình bày ha. Nhân vật bọ dừa đã thuê trọ nha và lựa chọn việc đó là gì? Ngủ lại ở dưới một vòm trúc thật nha. Rồi như vậy, qua phần làm việc của các bạn, thầy ghi nhận như thế này. Thầy cho bạn Đăng Khoa 8 điểm nè. Được chưa? Thầy cho bạn Trường Khánh và bạn Gia Khang mỗi bạn 1 điểm cộng. Và đặc biệt là bạn Khánh Linh, thầy cho bạn Khánh Linh 2 điểm cộng nha. Bởi vì bạn Khánh Linh đã có cái phần nhận diện và phát hiện ra rất là hay, đã giúp cho bạn Trường Khánh, được chưa? Phản hồi lại bạn Trường Khánh về ý kiến của bạn Trường Khánh cho rằng là nhân vật này không có ở trọ mà chỉ đi ở đại một chỗ. Rồi, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại phần tóm tắt văn bản này. Như vậy hồi nãy bạn Đăng Khoa lại thiếu một phần. Các bạn nhìn vào phần tóm tắt của thầy, thầy có một chi tiết, các bạn nhìn, thầy có đề tên văn bản Giọt Sương Đêm. Sau đó thầy đi vào nói về nội dung chính của văn bản này, đó chính là kể về trải nghiệm của nhân vật bọ rùa sau một đêm mất ngủ ở xóm Bờ Dậu, đúng không? Lúc bây giờ nhân vật bọ dừa mất ngủ thì chợt nhận ra bấy lâu nay mãi miết bươn trải làm ăn buôn bán ở khắp nơi mà không chịu quay trở lại thăm quê hương của mình. Và qua cái chi tiết đó chính là giọt sương rơi vào cổ của nhân vật bọ rùa đã giúp cho nhân vật bọ rùa mất ngủ, và chính điều đó đã đánh thức. Thầy nghe nè Khánh Trân, sao con? Bọ dừa chứ phải bọ rùa thầy ơi. Nhân vật bọ dừa, xin lỗi, nhân vật bọ dừa đã giúp cho nhân vật bọ dừa như thế nào đây các bạn? Đã giúp cho nhân vật bọ dừa quyết định quay trở lại quê nhà của mình, được chưa? Rồi bây giờ thầy nói thêm vì sao thầy dùng từ ở đây là từ bọ rùa nè, cả lớp nghe nè. Bọ rùa là tên loài động vật, còn bọ dừa là tên của con vật đó, hiểu chưa? Cái con bọ rùa nó tên là bọ dừa nha cả lớp. Con bọ rùa này nó tên là bọ dừa, tác giả đang đặt tên cho nhân vật của mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào sự việc nè. Khái quát lại các sự việc nè. Sự việc thứ nhất đó chính là bọ rùa ghé xóm Bờ Dậu. Thầy dùng từ bọ rùa là bởi vì nó là chỉ loài vật, còn bọ dừa là tên của con vật đó nha cả lớp ha. Giống như chúng ta là con người, thầy có tên là Khang, bạn Đạt có tên là bạn Đạt, bạn Linh có tên là bạn Linh, như cả lớp hiểu chỗ này chưa? Cả lớp hiểu chỗ này chưa? Rồi, chúng ta tiếp tục với sự việc số 2. Rồi, đó là thằng Lằng thông báo cho cụ giáo cốc. Sự việc số 3 đó là bọ rùa ngủ ở vòm lá trúc và nửa đêm bị giọt sương rơi trúng cổ của mình. Và sự việc thứ 4 đó là sáng hôm sau, sau khi kể cho thằng Lằng nghe một đêm mất ngủ và quyết định khăn gói trở về quê hương của mình. Và sự việc cuối cùng đó chính là thằng Lằng đến nhà cụ Cốc và kể cho cụ Cốc nghe về vấn đề đó chính là bọ rùa đã có một đêm mất ngủ. Như vậy ở phần tóm tắt này, thầy không cho các bạn ghi gì hết bởi vì phần này các bạn đã làm việc rồi nha. Cho nên các bạn ghi cho thầy chữ sản phẩm học tập của học sinh. Các bạn ghi kế bên chữ. Thầy nghe nè. Tại sao thầy lại cho dấu ba chấm nha? Dấu ba chấm có nghĩa nè. Nó còn á con, thầy chỉ liệt kê các sự việc chính thôi. Sao sự việc chính này là các cái chi tiết nhỏ để làm bật lên sự việc chính. Con hiểu chưa Tiến Dũng? Được chưa con? Ba chấm có nghĩa là vẫn còn nữa ha. Mà thầy chỉ trích dẫn các chi tiết, thầy gọi đây là câu chủ đề thôi nha con. Rồi, bây giờ tụi con ghi kế bên cho thầy chữ tóm tắt văn bản bằng chữ đó chính là sản phẩm học tập của học sinh đi. Rồi, chúng ta qua dấu hoa thủy tiếp theo. Sản phẩm học tập gì vậy thầy? Sản phẩm học tập của học sinh. Chúng ta đi qua dấu hoa thị tiếp theo, tụi con ghi cho thầy chữ ngôi kể và lời kể.
Thầy này lầm mà lắm mất thầy ơi. Căng thẳng lắm thầy. Thầy biết tụi con làm mệt mà. Sản phẩm học tập của học sinh nha. Ê, cái tiếp theo là gì thầy? Cái gì con? Cái tiếp theo dấu, của sản phẩm. Dấu hoa thị tiếp theo tụi con ghi ra thầy chữ ngôi kể và lời kể. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về ngôi kể và lời kể trong chuyện đồng thoại ha. Cái này thầy cũng giao cho các bạn chuẩn bị bài về nhà rồi mà đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ con. Bây giờ các bạn chuẩn bị bài rồi, trước khi đi trả lời về ngôi kể và lời kể, các bạn kịp chưa? Các bạn đưa cho thầy dấu hoa thị thứ hai, ngôi kể và lời kể. Thầy hỏi cả lớp đã kịp hết chưa? Có bạn nào chưa kịp không? Thầy hỏi lại nha, có bạn nào chưa kịp không? Tụi con ghi cho thầy dấu hoa thị số 2, đó là ngôi kể và lời kể. Kịp hết chưa nè? Cả lớp, thầy hỏi lại một lần nữa, cả lớp đã kịp cho thầy dấu hoa thị số 2, ngôi kể và lời kể chưa? Rồi đi tiếp nha. À, thầy đi tiếp. Bây giờ các bạn quan sát và thực hiện cho thầy nhiệm vụ sau đây. Thầy có hai nội dung, một nội dung ở bên cột ở phần bên trái và một nội dung ở phần bên phải. Tụi con có nhiệm vụ là hãy ghép những ô có được ở phần cột trái, thầy gọi đây là khái niệm nha, và phần cột phải là nội dung giải thích cho khái niệm. Đó, thầy có A, B, C và D. Các bạn hãy ghép số thứ tự 1, 2, 3, 4 tương ứng với A, B, C, D để chúng ta có được một khái niệm hoàn chỉnh. Bây giờ thầy mời một bạn đọc cho thầy tất cả các thẻ xuất hiện ở trên bảng. Ở phần đọc này thầy mời bạn Hoàng Thịnh đi con. Con đọc cho thầy 8 thẻ thông tin ở trên bảng. Thầy nghe nè. Trước khi bạn Hoàng Thịnh đọc cho con hỏi là người kể giấu mình là gì thầy? Người kể giấu mình có nghĩa là không xuất hiện trong văn bản á con. Được chưa? Dạ. Ví dụ như là thầy ví dụ nè. Ví dụ như là thầy thấy cái cảnh đó là lớp 61, lớp 6A là lớp của tụi con á. Nhân ngày lễ 20 tháng 11 tụi con tặng một bó hoa cho thầy cô. Được chưa? Coi cho các cô chủ nhiệm. Thầy sẽ đem câu chuyện đó thầy đi kể cho một người khác ở ngoài trường mình nghe. Như vậy thầy kể câu chuyện đó, hỏi thầy đố các bạn có sự xuất hiện của thầy trong câu chuyện đó không? Dạ không. Đúng rồi, không có. Bởi vì thầy không là người trực tiếp xảy ra trong câu chuyện, mà thầy chỉ là người chứng kiến câu chuyện, cho nên thầy gọi thầy là người kể giấu mình. Được chưa? Được chưa nè? Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần đọc thông tin ha. Thầy mời Hoàng Thịnh con đọc thông tin đi nào, Hoàng Thịnh. Đọc cho thầy các thẻ thông tin. Ngôi kể thứ nhất là người kể sinh thôi. Hai, ngôi kể thứ ba là người kể giấu mình. Ba, lời của người kể chuyện là A, là lời nói của nhân vật trong chuyện, thường được đánh dấu hằng được đánh dấu được đâu được đánh dấu được đánh dấu bằng dấu hai chấm hoặc dấu ngoặc kép xuống dòng gạch đầu dòng. À, như vậy là con làm luôn cho thầy ở phần con đang ghép luôn rồi đúng không? Rồi con tiếp tục đi. Rồi như vậy 4 là lời của nhân vật, con chọn đáp án nào vậy? Là con chọn đáp án C. Đáp án C. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi ha. Bạn chọn đáp án 1, đáp án 2 đã chính xác rồi các bạn. Ngôi kể thứ nhất đó là ngôi kể chúng ta xưng tôi. Còn ngôi kể thứ ba là ngôi kể mà chúng ta không xuất hiện trong văn bản. Nhưng lời của người kể chuyện thì đó là phần lời người kể chuyện. Các bạn nhớ trong bài Thánh Gióng thầy dạy cho các bạn không? Lời kể của người kể chuyện là lời mà ở đó người kể chuyện sẽ đi như thế nào? Giới thiệu, tường thuật lại toàn bộ sự việc theo một trình tự nhất định đúng không? Như vậy đáp án 3 ở đây chúng ta phải chọn đáp án là đáp án
C, đúng không ạ? Còn lời của nhân vật đó là lời nói của nhân vật được nhận diện bằng cách là gì? Đặt sau dấu hai chấm, đặt trong dấu ngoặc kép hoặc xuống hàng gạch đầu hàng. Như vậy chúng ta có đáp án là gì? 1 B, 2 D, 3 C và là 4 A. Được chưa? Rồi, như vậy qua phần ôn tập của các bạn, chúng ta sẽ đi vào hoạt động chính của bài học, của nội dung ngôi kể và lời kể. Chúng ta sẽ đi ha. Bây giờ các bạn quan sát nè, thầy có câu hỏi dành cho các bạn. Trong những câu văn dưới đây, đâu là lời kể chuyện, đâu là lời đối đáp của nhân vật, là lời đối thoại của nhân vật, và cho biết nếu là lời đối thoại thì đó là lời của nhân vật nào? Được chưa nè? Ở đây thầy có tổng cộng 4 lời ha. Thứ nhất, ai như tắc kè khuya khoắt đang mở cửa, đêm ở bờ dậu thanh vắng đến nỗi nghe rõ cả tiếng ốc sên đi làm về, nhẹ nhàng vén tà áo dài chuồn qua chiếc lá rụng. Câu 2, sáng hôm sau, thằng làng chui ra khỏi bình gỗ vỡ, chưa kịp vươn vai tập mấy động tác thể dục, đã thấy ông khách áo quần chỉnh tề đứng chờ. Câu 3, thế nào, vị quý vị ngon giấc chứ? Câu 4, cảm ơn bác, suốt đêm chẳng chợp được mắt. Rồi bây giờ các bạn hãy quan sát 4 câu này cho biết đâu là lời kể chuyện, đâu là lời đối thoại, và nếu là lời đối thoại thì là lời đối thoại của nhân vật nào. Và qua 3-4 chi tiết trong câu văn này, hãy cho thầy biết chuyện được kể theo ngôi kể thứ mấy và ngôi kể ấy có tác dụng gì. Bây giờ thầy mời các bạn suy nghĩ ha. Bạn nào có phần đáp án thì các bạn hãy mạnh dạn giơ tay và mở mic lên phát biểu luôn nha thầy. Dạ con. Ghê lắm. Thầy nghe tiếng của Đạt đầu tiên, Đạt phát biểu hay là con muốn là nhường lại cho bạn Tiến Dũng nè Đạt? Dạ là con thấy là con tự tin rồi cho nên con sẽ làm trước. Rồi thầy mời con. Lời người trong những câu văn sau, lời người kể trong 104 cái câu này thì con thấy là cái người kể chuyện đó chính là phần hình phần câu số 1, ai như tắc kè khuya khoắt đang mở cửa. Dạ, rồi. Cái phần đó rồi, lời đối đáp của nhân vật là của bên câu số 4, cảm ơn bác suốt đêm chẳng chợp được mắt. Còn lời đối thoại là lời đối thoại của nhân vật là thế nào quý vị ngon giấc chứ, và cái cuối cùng, còn cái câu cuối cùng thì con nghĩ là lời người kể chuyện là sáng hôm sau thằng lần chui ra khỏi bình gớm vỡ chấm ba chấm. Dạ. Như vậy là bạn Đạt đã chỉ ra cho chúng ta được là ở trong đoạn 4 câu này có 2 câu là lời kể chuyện, còn 2 câu còn lại, một cái là lời đối, 2 câu còn lại là lời đối thoại của nhân vật, đúng không Đạt? Đúng không con? Như vậy là dạ, chúng ta có một cái đối đáp, một cái đối thoại. Một cái đối đáp là lời đối đáp của nhân vật này với nhân vật kia, còn một cái là lời đối thoại là đặt ra câu hỏi ha. Rồi thế nào, quý vị ngủ ngon giấc chứ, đúng chưa? Rồi như vậy là bạn Đạt chỉ có bạn nào có ý kiến khác bạn Đạt không? Thấy không có bạn nào. Như vậy bây giờ thầy hỏi Đạt nè, thầy cho thầy biết theo con lời đối đáp và lời đối thoại này của những nhân vật nào xuất hiện trong văn bản này? Dạ thưa thầy, là thế nào quý vị ngon giấc chứ là theo con nghĩ cái lời của nhân vật đó là của thằng Lần. Còn cảm ơn bác em chẳng chợp được mắt thì theo con nghĩ cái câu đó là của bò dừa, hay còn gọi là bò rùa. Rồi như vậy thầy hỏi Đạt nè con, theo con câu chuyện này được kể theo ngôi kể thứ mấy đây? Dạ thưa thầy, là theo con là chuyện được kể theo ngôi thứ nhất. Thứ nhất hả? Con nhớ lại cho thầy, muốn kể được theo ngôi kể thứ nhất thì phải xuất hiện từ gì theo ngôi kể thứ, theo ngôi kể lời nhân vật, theo ngôi kể lời nhân vật hả? Chúng ta có 2 ngôi kể thôi, ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ 3. Như vậy thầy con là con chọn ngôi kể thứ mấy nè? Ngôi kể thứ ba. Vì sao con cho thầy biết vì sao con lại chọn ngôi kể thứ ba vậy Đạt? Dạ thưa thầy, là tại con đọc cái câu chuyện này con không thấy có cái chữ tôi nào hết, chỉ thấy có cái chữ ông.
chính xác. Chúng ta thấy người kể đã giấu mình để kể lại cuộc trò chuyện đối thoại giữa các nhân vật gồm có, đó chính là thằng làng, đó chính là họ dừa và cuối cùng đó chính là cụ giáo cốc ha. Như vậy chúng ta thấy bạn Đạt đã trả lời rất chính xác ở phần này, thầy cho bạn Đạt 9 điểm. Dạ con cảm ơn thầy. Rất là tự tin đúng không các bạn? Bạn Đạt rất là chuẩn bị bài rất là kỹ cho phần trình bày của bạn Đạt đúng không? Chúng ta thầy không có mở mic nhưng mà thầy hy vọng thầy muốn là cả lớp cùng vỗ tay tán thưởng bạn Đạt một cái nè. Phần chuẩn bị bài đọc văn bản nắm rất là kỹ của bạn Đạt ha. Rồi, Mỹ con đang buồn chuyện gì hả? Sao không vỗ tay khen Đạt Mỹ? Dạ Mỹ. Rồi như vậy chúng ta thấy là ở phần phản hồi của bạn Đạt hoàn toàn chính xác nè. Lời của người kể chuyện thì gồm có hai câu văn và lời của nhân vật thế nào quý vị ngủ ngon giấc chứ, đây chính là lời của thằng làng. Và câu trả lời lại: cảm ơn bác, suốt đêm chẳng chợp mắt được. Tuy hỏng chợp mắt được nhưng mà qua lời trả lời của nhân vật bọ dừa, chúng ta nhìn thấy được ở nhân vật bọ dừa này có là một con người có thái độ như thế nào vậy? Thái độ như thế nào đây? Thầy mời bạn Hồng Ân, con cho thầy biết nhân vật bọ dừa có thái độ như thế nào đây con. Thầy sai chữ bọ dừa thành ghi thầy. Thầy thấy à. Thầy mời Hồng Ân cho thầy biết coi qua lời đối đáp với lại nhân vật thằng lằn, ta thấy nhân vật bọ dừa đã như thế nào nè con. Dạ thầy là không có tức giận mà rất là thông thái. Con người rất là thông thái. Và qua lời trả lời cảm ơn bác thể hiện một con người như thế nào? Lịch thiệp đúng không? Lịch thiệp đúng chưa nè? Rồi như vậy ở phần này thầy cần các bạn ghi cho thầy vài ý như sau. Các bạn ghi cho thầy nè. Gạch đầu hàng thứ nhất. Dạ rồi ạ. Lời của người kể chuyện. Gạch đầu hàng thứ nhất. Lời của người kể chuyện. Lời của người kể chuyện. Trời nói gì thầy? Gạch đầu hàng thứ nhất, lời của người kể chuyện 2 chấm. Lời của người kể chuyện 2 chấm. Mở ngoặc kép. Mở ngoặc kép. Ai như tắc kè khuya khoắt đang gọi cửa. Lời của người kể chuyện 2 chấm mở ngoặc kép. Ai như tắc kè khuya khoắt đang gọi cửa. Thầy vậy là sau cái chữ tắc kè gọi cửa là mình ghi vô ba chấm đúng không? Không, đóng ngoặc kép lại cho thầy chấm phẩy. Ngoặc kép gì thầy? Dấu ngoặc kép vẽ hai cái ngoặc hai bên như nè. Giờ con hỏi thầy dấu ngoặc kép là sao, thầy dạy con đi thầy nữa kìa. Thầy đọc lại. Thầy đọc lại hả? Rồi thầy đọc lại nè. Dấu hai chấm mở ngoặc kép. Ai như tắc kè khuya khoắt đang gọi cửa. Đóng ngoặc kép lại chấm phẩy. Mở ngoặc kép. Mở ngoặc kép. Sáng hôm sau. Phải. Các bạn mở sách giáo khoa trang 92, bạn nào không nghe kịp tụi con nhìn vào đó tụi con ghi ha. Sáng hôm sau phải. Phải. Thằng lằn vừa chui ra khỏi bình gớm vỡ, phải ba chấm. Thầy nhắc lại ha. Chấm phẩy mở ngoặc kép. Sáng hôm sau, phẩy. Thằng lằn vừa chui ra khỏi bình gớm vỡ, phẩy ba chấm, đóng ngoặc kép lại. Ôi, thằng lằn cái chữ thằng đó là mình có có ghi có gờ không? Sao con? Viết khoa thầy có gờ hay không? Thằng làng không có gờ. Okay. Thằng làng không gờ.
Các bạn thấy mình mà chuẩn bị bài trước rồi á, mình học bài á, mình rất là nhanh hiểu đúng không? Còn mình mà không chuẩn bị bài á, học bài mình chán lắm. Bởi vì sao? Thầy hỏi cái gì cũng không biết hết đó. Được chưa? Giống như bạn Dũng nói á, mình chuẩn bị bài trước rồi, mình học bài mình cảm thấy vui. Mình sao Thái Bình, thầy nghe con nói gì hả Thái Bình? Thầy từ bình gốm vỡ, bình gốm vỡ rồi tiếp lại gì thầy? Bình gốm vỡ phẩy ba chấm đóng hoặc kép lại cho thầy. Rồi tụi con cầm cái bút đỏ lên suy ra mũi tên đơn nè. Suy ra mũi tên đơn. Cầm cái bút đỏ lên suy ra mũi tên đơn cho thầy. Cầm cái bút đỏ lên suy ra mũi tên đơn. Người kể, người kể thuật lại trình tự các sự việc xảy ra. Người kể thuật lại trình tự các sự việc xảy ra. Người kể thuật lại trình tự các sự việc xảy ra. Rồi, các bạn gạch đầu hàng thứ hai cho thầy. Khoan thầy, trình tự gì vậy thầy? Giải thích trình tự gì? Trình tự các sự việc xảy ra. Trình tự các sự việc xảy ra. Thầy, thầy đọc lại cái đoạn văn thầy. Người kể thuật lại các sự việc xảy ra ha. Người kể thuật lại trình tự các sự việc xảy ra. Em cảm ơn thầy. Vậy là thầy nhân vật đúng không thầy? Đúng rồi. Bạn ơn hỏi gì vậy con? Không thầy, ý con vừa đọc lại cái đoạn văn mà thầy vừa chỉnh sửa lại cho con này. Người kể. Rồi tụi con xuống hàng gạch đầu hàng số 2. Lời nhân vật. Lời nhân vật. Lời nhân vật. Ở trong đây chúng ta nhận diện lời nhân vật bằng cách là gạch đầu hàng dấu hai chấm rồi ha, thầy không nói nữa ha. Như vậy lời nhân vật. Các bạn suy ra mũi tên đơn bằng bút đỏ cho thầy. Lời nhân vật, suy ra mũi tên đơn bằng bút đỏ. Thể hiện đặc điểm tính cách của nhân vật. Ủa thầy ơi, viết liền luôn hay là có cần xuống, xuống hàng con, xuống hàng, xuống hàng, xuống hàng. Thể hiện đặc điểm tính cách của nhân vật. Thể hiện đặc điểm phải tính cách của nhân vật. Ủa là lời nhân vật rồi không có ghi gì đúng không? Rồi xuống dòng lời. Đúng rồi, đúng rồi con, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ suy ra mũi tên đơn bằng bút đỏ cho thầy. Thể hiện đặc điểm phải tính cách của nhân vật. Mày mới có chấm không mày thầy? Gì con? Mày mới có chấm không mày thầy? Rồi xong mày chấm hết rồi đó. Không có ba chấm gì hết trơn nha. Nãy giờ không có đọc ba chấm nha. Dạ vâng. Dạ thầy đọc ba chấm là chỗ sáng hôm sau thằng lần vừa chui ra khỏi đường. Rồi. Dạ tất cảm ơn cậu. Tất nhiên là. Xong chưa? Còn một ý nữa tụi con, đó là ngôi kể nữa ha. Hồi nãy là mình đi lời kể rồi, đó là lời của người kể chuyện và lời của nhân vật rồi. Bây giờ mình đi vào phần ngôi kể, gạch đầu hàng số 3, ngôi kể. Ngôi kể 2 chấm. Câu chuyện kể theo ngôi thứ 3. Ngôi kể 2 chấm. Câu chuyện kể theo ngôi thứ 3. Thầy nhắc lại ha, gạch đầu hàng thứ 3, ngôi kể 2 chấm, câu chuyện kể theo ngôi thứ 3. Dạ rồi ạ.
Rồi các bạn suy ra mũi tên đơn cho thầy. Mũi tên đơn nè. Rồi bây giờ thầy nói về tác dụng của việc kể theo ngôi thứ ba nè. Các bạn nghe ha. Các bạn thấy là chúng ta học ở văn bản bài học đường đời đầu tiên, kể theo ngôi kể thứ nhất là người kể tự kể lại câu chuyện của chính cuộc đời mình, đúng không? Từ đó nhân vật dế mèn sẽ có thể bộc lộ một cách tự nhiên suy nghĩ, tình cảm, trạng thái của mình, giúp cho người đọc hiểu thêm về câu chuyện. Nhưng qua ngôi kể thứ ba, các bạn nhớ cho thầy, ngôi kể thứ ba là người đứng ở bên ngoài nhìn vào trong câu chuyện để kể lại câu chuyện thứ ba, câu chuyện này. Như vậy thứ nhất các bạn nhớ cho thầy, cái vị trí kể của họ sẽ được thay đổi linh hoạt. Họ đứng bên ngoài, họ sẽ thấy được bao quát toàn bộ câu chuyện. Còn nếu mình là người ở trong câu chuyện đó, mình chỉ nhìn ở câu chuyện một cách chủ quan theo quan điểm của bản thân mình thôi. Còn người ta đứng ở trên y hệt như là cái ống dòm, đúng không? Y hệt như là cái ống dòm, người ta nhìn thấu hết tất cả mọi thứ. Như vậy vị trí kể của người ta sẽ linh hoạt, được chưa? Thứ hai, khi người ở bên ngoài kể lại câu chuyện đó, thầy nghe nè, tụi con sao vậy? Con đi lấy cục sẹo đi thầy, mấy con nhìn thầy, con đi lấy đi, con đi lấy đi. Khi mình đứng ở bên ngoài mình kể lại câu chuyện đó, nó sẽ thể hiện được tính khách quan của người kể, đúng không? Thể hiện đúng được cái suy nghĩ, cái đánh giá của người kể. Và qua cái lời kể đó sẽ giúp cho người đọc có thể đánh giá một cách chân thật nhất về nhân vật. Như vậy chỗ này tụi con suy ra cho thầy, ghi cho thầy hai ý sau đây. Thứ nhất, vị trí kể thay đổi linh hoạt. Tụi con suy ra mũi tên bằng bút đỏ ha, ghi cho thầy ý thứ nhất nè. Vị trí kể thay đổi linh hoạt. Ê thầy, thầy nghe nè. Văn ghi bài nhiều quá thầy. Ừ đúng rồi con, môn văn mà. Ủa nãy giờ đâu ghi bài nhiều lắm đâu. Không, các bạn đang nói mấy bài trước đó. Sao vậy thầy nghe nè? Ý là con là con nói bạn Gia Mỹ là nãy giờ mình viết cũng đâu có nhiều lắm đâu. À, không, nhưng mà đó là do cảm nhận của bạn mà con. Mọi người có một cảm nhận nha, được chưa? Rồi. Thầy ơi, vị trí kể rồi gì vậy thầy? Vị trí kể linh hoạt. À, phải. Thầy được linh hoạt mà thầy. Ủa thầy có thay đổi vậy thầy? Ủa làm sao vậy con? Nãy thầy đọc sao? Nãy thầy đọc làm sao vậy? Nói con nghe là vị trí kể thay đổi linh hoạt. À, vị trí kể thay đổi linh hoạt rồi. Phải. Con ghi linh hoạt trước rồi sau đó ghi thay đổi sau được không thầy? Không không thôi, không sao đâu con. Nếu không ghi được từ thay đổi thì bỏ đi, đừng ghi vô nữa. Vị trí kể linh hoạt cũng được rồi ha. Vị trí kể linh hoạt. Rồi. Phải. Đánh giá khách quan. Thầy ơi, thầy đọc lại với con, thầy con chưa ghi kịp thầy. Rồi, thầy đọc lại nè. Suy ra mũi tên bằng bút đỏ. Vị trí kể thay đổi linh hoạt. Vị trí kể thay đổi linh hoạt. Phải. Đánh giá mang tính khách quan. Đánh giá mang tính khách quan. Chấm. Rồi xong. Vị trí kể, thầy nói lại ha. Vị trí kể thay đổi linh hoạt. Phải. Đánh giá mang tính khách quan. Rồi. Như vậy là thầy và các bạn vừa đi xong về nội dung ngôi kể và lời kể trong văn bản. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, đó là phần cốt truyện. Như vậy phần cốt truyện này hồi nãy chúng ta đã đi rồi, thầy không đi lại nữa ha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ đi vào phần cốt truyện cho thầy. Các bạn ghi vào phần B nhỏ, đánh dấu hoa thị ghi cho thầy chữ cốt truyện. Đánh dấu hoa thị ghi cho thầy chữ cốt truyện. Đánh dấu hoa thị ghi cho thầy chữ cốt truyện. Dạ rồi ạ. Rồi bây giờ các bạn nhớ lại phần tóm tắt hồi nãy, tóm tắt văn bản hồi nãy bằng sơ đồ. Như vậy các bạn cho thầy biết nè, cái cốt truyện được sắp xếp theo trình tự nào vậy các bạn? Từ sự việc
1 đến sự việc 2, qua sự việc 3 đến sự việc 4 và cuối cùng là sự việc 5. Như vậy các bạn dựa vào phần tóm tắt của các bạn bằng sơ đồ, các bạn hãy cho thầy biết coi văn bản này, cốt truyện này được sắp xếp theo trình tự nào. Hồi nãy bạn Khánh Linh phát biểu rồi, có điểm cộng rồi ha. Bây giờ thầy mời Tiến Dũng đi, nãy giờ Tiến Dũng chưa có điểm nè. Hồi nãy Khánh Trân có phát biểu mà đúng không Khánh Trân? Dạ có, hồi nãy bà Khánh Trân có điểm cả có. Dạ thưa thầy là theo em cốt truyện được sắp xếp theo trình tự không theo trình tự thời gian mà nên được sắp xếp theo trình tự đúng quy định. Nó không có đi tùm lum. Trình tự thời gian, như vậy là bạn khi mà con trả lời là theo trình tự thời gian thì chắc chắn là nó sẽ không có đi tùm lum rồi đó, được không? Nó luôn đi theo diễn tiến của câu chuyện đúng không? Rồi, theo bạn Tiến Dũng là câu chuyện này được sắp xếp theo trình tự thời gian. Như vậy thầy hỏi một bạn khác coi là con đi vệ sinh đi Hải. Rồi, theo con là con có đồng quan điểm với lại bạn Tiến Dũng không nha? Thầy mời Việt Thành. Dạ thầy. Bạn trả lời câu chuyện này được sắp xếp theo trình tự thời gian theo con là con có giống như bạn không nào? Con có giống như bạn không? Không biết. Việt Thành. Giống không con? Ủa con đọc câu chuyện này chưa mà giờ thầy hỏi con ngồi ấp a ấp úng vào việc thành chưa đọc đúng không con? Tại lúc mà con làm cái bản sơ đồ mà tóm tắt bài văn con đọc con chưa có nghĩ. Ủa lúc con đọc mà con tóm tắt được có nghĩa là con đã phát hiện được câu chuyện này nó gồm những sự việc nào rồi đó, hay là con mượn bài của bạn chép hả? Không, con có cái bản trên lớp thôi. Hay là con lên mạng con nhờ chị Google giúp đỡ hả? Có phải không? Nếu mà con đọc văn bản này thì đảm bảo luôn, thì cam đoan với các bạn, nếu các bạn đọc văn bản mà các bạn tóm tắt được văn bản này thì đảm bảo là các bạn trả lời được trình tự kể. Bởi vì khi chúng ta phải nắm được các sự việc chúng ta mới có thể tóm tắt được. Thầy nói đúng không cả lớp? Thầy, con thấy có một lỗi sai thầy ơi. Thầy thấy từ từ đúng không? Rồi, dạ. Do lúc thầy đánh máy á, nha, nó nhanh á. Rồi, bây giờ chúng ta đi tiếp tục nè. Thì giờ thầy nhận xét cho thầy phần làm việc của bạn Dũng coi là theo trình tự thời gian có đúng không nha. Thầy mời Thanh Vân đây nè. Trình tự thời gian đúng không con? Dạ, thưa thầy, là em thấy đúng nhưng mà nó sao sao á thầy. Là sao? Tự nhiên em thấy đúng nhưng mà nó sao sao, là sao sao? Con giải thích đi Vân. Dạ thưa thầy, theo em là đúng nhưng mà em thấy là nó đúng nhưng mà nó hình như là em không biết nhưng mà em thấy nó kỳ sao thầy. Bây giờ con trả lời, con nhận xét là nó kỳ thì con phải nói là nó kỳ chỗ nào đó thầy, con biết chỗ nào con đang suy nghĩ chưa đúng thì thầy định hướng cho con, chứ giờ con không biết diễn tả là thầy diễn tả làm sao cho con đây. Con nói là kỳ, con nói là lạ lạ, con thấy là hơi không có đúng, thì theo con là không đúng ở chỗ nào, không phù hợp ở chỗ nào. Còn nếu bạn đã trả lời đúng rồi thì mình cứ mạnh dạn nói là dạ thưa thầy đúng rồi, xong. Chứ thầy đâu yêu cầu tụi con giải thích đâu. Thầy đâu yêu cầu tụi con giải thích là bạn Dũng trả lời là theo trình tự thời gian là đúng như vậy, bạn nào giải thích cho thầy như vậy vì sao là đúng. Thầy đâu yêu cầu giải thích đâu. Rồi giờ theo con là con thấy nó lạ ở chỗ nào, nó kỳ ở chỗ nào thì con nói cho thầy biết nè, để thầy định hướng cho con nè. Dạ thưa thầy là con nghe có cái lúc mà bạn nói gì mà con chưa hiểu lắm nên mình nói nó kỳ thầy. Chỗ nào? Con phải nói chỗ nào? Tại cái chỗ đó con không nghe được. Mà hồi nãy là giờ, nãy giờ chỗ nào là con chưa nghe được đâu. Con nói, con nhắc cho thầy và các bạn nghe từ phần đầu đến phần mà con chưa nghe được đi, để thầy còn biết thầy quay lại. Chứ hôm nay thầy quay lại nguyên bài hả? Dạ thưa thầy, là cái lúc mà bạn đã cái câu cuối cùng mà nó nói luôn đó thầy. Câu cuối cùng bạn đó nói, bạn Dũng nói rằng đó là sắp xếp theo trình tự thời gian, và bạn nói rằng là hợp lý, không lộn xộn,
Có nghĩa rằng là trình tự thời gian này nó đi theo tiến trình của sự việc. Sự việc gì xảy ra trước, bạn nói trước. Sự việc gì xảy ra sau, tác giả kể sau. Ý của bạn Dũng là như vậy đó, con đã hiểu chưa Vân? Dạ rồi. Ừ, có nghĩa là rõ ràng mạch là không bị chồng chéo lên nhau ha. Như vậy qua phần nhận xét của các bạn, chúng ta chốt lại ở chỗ này. Cốt truyện xuất hiện trong văn bản này được sắp xếp theo trình tự thời gian. Như vậy các bạn gạch đầu hàng thứ nhất cho thầy, các bạn ghi cho thầy. Gạch đầu hàng thứ nhất. Các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian. Các sự việc được sắp xếp theo trình tự thời gian. Thầy đọc lại thầy. Ở trên bảng có thì con cái dòng màu cam, cái ô màu cam đó. Các trình tự được sắp xếp theo trình tự thời gian. Dạ rồi ạ thầy. Ừ. Thầy ơi cho con đi vệ sinh nha thầy. Con đi vệ sinh đi. Dạ. Rồi chúng ta đi tiếp tục ha cả lớp ha. Các bạn ghi xong hết chưa? Thầy qua nha. Nội dung tiếp theo nè. Chúng ta hãy quan sát cho thầy. Sao vậy thầy nghe? Dạ thầy ơi, như vậy là mình đi xong cái phần quan trọng nhất trong bài gì vậy thầy? Chưa con. Mình đang đi tìm hiểu về đặc điểm của thể loại đối với tác phẩm này ha. Rồi, bây giờ tụi con quan sát cho thầy nè. Theo em, sự việc nào quan trọng nhất, vì sao? Theo em trong các sự việc này nè, sự việc nào là quan trọng nhất và vì sao? Bây giờ trong năm sự việc này. Hồi nãy bạn mà để ý, trong phần giảng của thầy dẫn vào bài và cũng giống như trong phần trả lời của bạn mình nãy giờ đã cho chúng ta biết được sự việc quan trọng nhất của văn bản này rồi. Và vì sao lại được gọi là sự việc quan trọng nhất? Ở câu này thầy mời Gia Khang đi con. Gia Khang, cho thầy biết trong năm sự việc này thì theo con sự việc nào là quan trọng nhất? Gia Khang. Thầy cho con là lúc con đi vệ sinh có ghi gì không thầy? Không con, thầy đang chuyển vào một hoạt động khác ha. À, thầy mời Gia Khang nè con. Dạ, hôm thầy con đọc. Sáng hôm sau, sau khi kể cho Hằng Lần nghe về một đêm mất ngủ của mình, bỏ dừa, khoác ba lô hành lý lên vai, chào tạm biệt Hằng Lần để về quê. À, như vậy là theo con á, là sự việc bỏ gùa, đúng không? Bỏ dừa, vác ba lô lên đi về quê là sự việc quan trọng nhất. À, các bạn nào có ý kiến khác không? Ở câu này, thầy hỏi là Khánh Trân hay Khánh Linh á gọi thầy làm gì vậy con? Dạ con đừng phát biểu quá thầy. À vậy hả? Rồi bây giờ thầy mời ha, dành cho những bạn khác, cho bạn suy nghĩ một chút nha. Thầy mời bạn. Ở câu này thầy mời Khánh Trinh đi con. Theo con là sự việc nào là quan trọng nhất nè Khánh Trinh? Dạ thưa thầy, em chọn sự việc 3 ạ. Sự việc số 3. Rồi con giải thích vì sao theo con sự việc này là quan trọng nhất vậy? Dạ thưa thầy, là tại vì sự việc này thì em nghĩ là vì nhờ vì nửa đêm xương rơi trúng cổ làm bọ rùa tỉnh ngủ. Và theo như con nhớ là bọ rùa khúc đó đã nghỉ về quê hương á, nên là con nghĩ là khúc đó là quan trọng nhất ạ. À như vậy theo bạn Khánh Linh, xin lỗi theo bạn Khánh Trinh á, thì bọ dừa suy nghĩ bị cái giọt xương rơi trúng cổ và bọ dừa tỉnh giấc nguyên một đêm luôn, chính lúc này đã giúp cho toàn bộ, đúng không, những kỷ niệm có được về quê hương của nhân vật bọ dừa chợt sống lại trong lòng của nhân vật bọ dừa. Như vậy các bạn thấy ở đây chi tiết sự việc số 3 là sự việc quan trọng nhất, đúng không các bạn?
Bởi lẽ sự việc thứ ba này nó đã làm ảnh hưởng sâu sắc đến kết thúc của câu chuyện. Bởi vì sau một đêm tỉnh giấc, nhân vật bọ dừa đã chuẩn bị hành trang để trở về quê hương của mình. Được chưa nào? Như vậy các bạn ghi cho thầy một ý sau đây. Các bạn ghi cho thầy một ý nữa nè. Ghi nha. Gạch đầu hàng thứ hai. Gạch đầu hàng thứ hai. Dạ. Trong chuỗi các sự việc. Gạch đầu hàng thứ hai ha. Trong chuỗi các sự việc. Thầy gọi đây là sự việc cao trào ha, cả lớp ha. Trong chuỗi các sự việc. Phải. Có sự việc cao trào. Trong chuỗi các sự việc. Phải. Có sự việc cao trào. Có sự việc cao trào. Sự việc cao trào làm cho kết thúc chuyện. Làm cho kết thúc chuyện. Sự việc cao trào như thế. Làm cho kết thúc chuyện. Mang yếu tố bất ngờ. Làm cho kết thúc chuyện. Mang yếu tố bất ngờ. Ủa thầy, không phải là yếu tố kỳ ảo hả thầy? Không, con, chuyện hiện đại làm sao có yếu tố kỳ ảo nha. Dạ. Yếu tố bất ngờ. Rồi, các bạn ghi cho thầy nè. Phải cụ thể. Thầy đọc cho các bạn ghi ha. Phải cụ thể. Dạ rồi. Phải cụ thể. Hai chấm. Hai chấm. Bọ dừa đang ngủ say sưa. Không, đừng dùng từ say sưa, các bạn gạch từ say sưa đi. Bọ dừa đang dần thiếp đi. Tại vì lúc này bọ dừa chưa có ngủ, đang nhớ về quê hương đất nước, xong rồi thiếp đi từ lúc nào không hay ha. Bọ dừa đang dần thiếp đi. Ơn con viết chậm. Gia Bảo ơi, chỉnh camera đi, cô không thấy con hả Gia Bảo? Thầy nhắc lại ha, tụi con ghi lại cho thầy là bọ dừa đang dần thiếp đi. Được chưa? Dạ. Thì một giọt sương. Thì một giọt sương. Thì một giọt sương. Thái Bình đẩy camera xích xuống đi con. Thì một giọt sương. Dạ rồi thầy. Nhằm trúng cổ, nhằm trúng cổ bọ dừa mà rớt xuống. Thầy ơi, sao thì ba đang cao trà, sao thì thầy chiếu sự việc năm vậy thầy? Thầy chiếu quá mà. Để các bạn không có bị phân tâm, các bạn nhìn lên bảng các bạn viết vô á. Được chưa? Tới đâu rồi? Thì một giọt sương nhằm trúng cổ bọ dừa rớt xuống. Nhằm trúng cổ bọ dừa rớt xuống. Thầy ơi, con có một cái ví dụ khác nha thầy. Nếu mà ví dụ bọ dừa dần thiếp đi mà không có một giọt sương nào thì câu chuyện nó sẽ như thế nào? Thế nếu con câu chuyện nó sẽ như thế nào? Quên. Nó sẽ không có một cái kết tốt đúng không? Nó sẽ không có một cái việc đó là nhân vật bọ dừa sẽ trở về quê hương của mình, đúng chưa? Đúng không? Nhưng mà qua chi tiết này, thầy cần các bạn cầm cái bút đỏ lên ghi cho thầy nè. Suy ra mũi tên thứ nhất. Suy ra mũi tên. Mũi tên đơn hay là mũi tên đơn nè? Mũi tên đơn, mũi tên đơn, mũi tên thứ nhất. Suy ra mũi tên thứ nhất. Dạ rồi ạ. Giọt sương gợi nhắc về quê hương. Ồ. Một hồi chúng ta sẽ thấy là vô phần phân tích về nhân vật, chúng ta sẽ đi kỹ chi tiết này ha cả lớp ha. Giọt sương gợi nhắc về quê hương. Được chưa? Suy ra mũi tên đơn thứ hai. Mũi tên đơn thứ hai xuống hàng nha, mũi tên đơn thứ hai.
giọt sương đánh thức sự khắc khoải và mong nhớ về quê hương. Thì nhắc lại ha, suy ra mũi tên đơn thứ hai, giọt sương đánh thức sự khắc khoải và mong nhớ về quê hương. Thầy ơi, sự gì thầy? Sự khắc khoải không? Á cờ ác khờ ác khắc sắc khắc. Khờ oai khoai hỏi khoải, khắc khoải. Giọt sương gì ạ thầy? Giọt sương đánh thức sự khắc khoải và mong nhớ về quê hương. Ủa thầy, khắc khoải là gì thầy? Khắc khoải có nghĩa là nó ẩn ở bên trong mình, nó cứ dâng lên rồi nó lại tuột xuống, nó hạ xuống mà nó không có tràn ra bên ngoài, để rồi mình quyết định quyết liệt để mình trở về quê hương của mình nữa, các bạn biết không? Khắc khoải có nghĩa là nó ẩn chứa ở bên trong, nó dây dẳng, đúng không? Và nó khó diễn tả, không có cái gì tác động vào nó để cho nó trỗi dậy. Bây giờ giọt sương rớt xuống vào cổ của con bọ dừa, nó đã là một yếu tố tác động để làm cho sự khắc khoải ấy trào dâng và khiến cho nhân vật bọ dừa phải hành động là trở về quê. Tụi con hiểu chỗ này chưa? Khắc khoải có nghĩa là khắc khoải rồi gì ạ? Bị khắc khoải rồi gì ạ thầy? Khắc khoải và mong nhớ về quê hương. Khắc khoải hay là khắc khoải gì thầy? Khắc khoải chứ không phải hoải. Khoải. Khờ oai khoai hỏi khoải. Khắc khoải. Rồi sau đó tụi con móc hai cái này lại, tụi con ghi chữ cho thầy. Quyết định về quê. Móc sao thầy? Móc nhọn á. Móc nhọn vậy nè tụi con. Nè tụi con móc hết nhọn chỗ rồi thầy. Hết chỗ rồi thầy. Tụi con xuống hè. Tụi con xuống hè, tụi con ngoắt ngang ở dưới đít đó. Nè ngoắt ngang vậy nè. Thầy à, con hiểu ý thầy ngang. Rồi. Con vẫn chưa hiểu lắm. Con vẫn chưa hiểu lắm. Đạt ơi, con hiểu ý thầy rồi. Con ghi xong rồi cho các bạn xem coi con. Đúng thầy. Như vậy, như vậy. Cho hai cái mũi tên đơn á là các bạn để con nhẹ lên bạn cái này. Không, không ơn ơi. Cái ngoặc của con á, con đặt như vậy á là chưa có phù hợp. Nhưng mà thôi con ghi đi, con ghi ở dưới cái chỗ đi. Con cứ ghi cho thầy đi ha. Thầy đọc cho ghi nè. Quyết định trở về quê. Vẫn được rồi đó con. Không, Đạt con ghi được chưa? Bây giờ để thầy ghi cho cả lớp nha. Rồi. Con hiểu, hiểu ý thầy nói nhé. Rồi bây giờ cả lớp nhìn thấy được cái mặt của thầy chưa? Đây nè, cái mặt của thầy. Đúng không thầy? Ồ. Dạ. Ô vậy là sẽ làm đúng rồi. Vậy thầy, con thấy cái mặt của thầy chưa? Thầy ơi, vậy mình vẽ ngang hay vậy? Vậy chưa thầy, để con đúng tìm rồi. Thầy á. Đây nè, ví dụ thầy ý thứ nhất của mình nằm ở đây, ý thứ hai đây, thầy để thầy vẽ mũi tên đơn thứ nhất nha. Mũi tên đơn thứ hai nha. Đây, con nhìn nè. Anh chân ơi. Ý thầy nói rồi. Đây là hai cái mũi tên đơn, xong rồi tụi con mặc ở dưới đít, tụi con thấy chưa? À con hiểu rồi. Thầy ơi. Thầy nghe ủa, nè. Ủa sao mà mình ghi quyết định trở về quê rồi gì nữa thầy? Là hết rồi đó con. Dạ tiếp đi thầy. Là hết rồi đó nha. Quyết định trở về quê xong chưa? Dạ rồi. Hồi nãy là mình ghi được cái ý đó là về gạch đầu hàng thứ hai rồi đúng không? Bây giờ mình chuẩn bị chuyển qua nội dung gạch đầu hàng số 3 nè. Rồi bây giờ các bạn xong chưa? Mình quan sát cho thầy sự việc số 5 trên bảng, thầy có một câu hỏi đặt ra cho các bạn. Câu hỏi này hồi hộp quá. Giống như kể. Không, bây giờ tao đoán chưa? Là tại sao nó kết thúc như vậy á? Tao đoán câu hỏi này như vậy. À, bạn Tiến Dũng giỏi á. Sau khi nghe việc là thằng Lòng kể với cụ giáo Cóc về việc đó chính là ngày đêm hôm qua bọ dừa bị một giọt sương rơi xuống và không tài nào ngủ được và quyết định trở về quê. Thì nhân vật cụ giáo Cóc đã trả lời như thế nào? Mời một bạn cho thầy biết coi cụ giáo Cóc đã trả lời với lại thằng Lòng như thế nào nè. Dạ con, dạ con. Thầy mời bạn. Dạ con ngồi đây.
Con thầy dọn, chỉ dọn thầy mời con. Khi nhân vật Hằng Lằn đến gặp cụ giáo Cóc kể về việc ngày hôm qua bọ vừa mất ngủ không tài nào ngủ được và quyết định trở về quê, cụ giáo Cóc đã trả lời với Thằng Lằn như thế nào vậy Chí Dũng? Con nhìn vô sách trả lời cho thầy nghe coi. Con mở sách giáo khoa ra chưa? Con mở thầy. Rồi con tìm cho thầy chi tiết đó coi. Chi tiết nào cho thấy cụ giáo Cóc đã trả lời Thằng Lằn? Tên trả lời đi con. Cô có đọc văn bản đúng không? Đừng nói là con đi thầy. Rồi như vậy là Chí Dũng chưa có trả lời con, được nha. Con thầy ơi, bạn con thầy con đây Mỹ. Gia Mỹ đâu rồi con? Gia Mỹ con hết luôn. Hôm nay thấy buồn vậy Gia Mỹ? Gia Mỹ chưa được trả lời. Cả lớp im lặng cho bạn Gia Mỹ trả lời cái nào. Cả lớp im lặng cho Gia Mỹ trả lời nè. Rồi thầy mời Gia Mỹ. Sao hôm nay buồn vậy con? Thầy giơ tay hoài thầy không mời hay sao? Hay là học văn chán rồi? Trả lời thầy nghe không con phải. Chứ sao hôm nay buồn vậy? Không thấy giơ tay vậy trơn vậy? Hơn thầy về vụ là con dơ hoài thầy không nghe hả? Sao? Chứ sao? Rồi bây giờ con trả lời cho thầy coi. Khi mà nghe Thằng Lằn kể về việc ngày hôm qua bọ vừa mất ngủ không tài nào ngủ được và quyết định trở về quê, cụ giáo Cóc đã trả lời Thằng Lằn như thế nào? Dạ. Nó nói hôm nay xong nghỉ sớm góp cuộc chưa được nửa bài nữa đó cả lớp. Thầy dạy cho các bạn lúc nào cũng đi chậm hơn á, đúng ra người ta bài này chỉ có một tiết thôi mà lúc nào thầy cũng dạy các bạn hôm nay hai tiết nè. Cụ giáo Cóc bữa sau mình sẽ học thêm nữa nè. Rồi thầy mời Gia Mỹ. Cụ giáo Cóc nói là ấy đấy, chú thấy chưa, có khi người ta thức trắng đêm chỉ vì một giọt sương. Rồi đúng rồi, chính xác, giỏi. Giờ thầy hỏi các bạn, tại sao mà cụ Cóc không nói nhiều, nói thêm mà chỉ nói câu này thôi? Các bạn hãy nhận xét cho thầy coi kết thúc của câu chuyện này được tác giả đặt vào trong tình huống như thế nào. Các bạn đọc rất nhiều câu chuyện đúng không? Mình đọc câu chuyện ví dụ như là câu chuyện tấm ca, câu chuyện ăn khế trả vàng đi, kết thúc câu chuyện người anh như thế nào? Vì thói tham lam đã bị trời trừng phạt, người em vì hiền lành đã được sống trong một điều kiện sung sướng, đúng không? Nhưng tại sao trong văn bản này cái kết thúc chỉ là một câu nói của cụ Cóc ấy đấy, chú thấy chưa, có khi người ta thức trắng đêm, đúng không, chỉ để vì đêm, chỉ vì một giọt sương. Mục đích cái kết thúc này nhằm làm gì vậy? Giá trị của kết thúc này nó có ý nghĩa gì đây? Thầy mời Bảo Nhi nè. Thầy mời Bảo Nhi. Dạ. Cho thầy biết coi cái kết thúc chuyện của tác giả đặt ra bằng câu nói của cụ giáo Cóc nó có ý nghĩa gì đây con? Thầy vừa em bị out nghe nói á thầy. Con mới bị out ra hả? Rồi thầy mời một bạn khác. Thôi bây giờ thầy sẽ nói lại và con sẽ trả lời cho thầy nha. Rồi bây giờ thầy nói lại nè. Khi mà nhân vật Thằng Lằn đến gặp cụ giáo Cóc kể về việc anh bọ dừa, đúng không, ngày hôm qua bị mất ngủ bởi vì một giọt sương rơi trúng xuống cổ và quyết định sáng hôm nay trở về quê hương của mình, thì cụ giáo Cóc không có nói gì nhiều hết trơn á, chỉ phản hồi lại đúng có một câu duy nhất thôi. Ấy đấy, chú thấy chưa, có khi người ta thức trắng đêm chỉ vì một giọt sương. Như vậy, em hãy nhận xét cho thầy cách kết thúc mà tác giả đặt ở trong câu chuyện này nó có ý nghĩa như thế nào. Rồi thì mời Thảo Nhi. Tại sao không kết thúc bằng cách là vậy nè, con nhìn thấy vậy không bạn, anh bọ dừa về quê, anh bọ dừa sẽ nhận được tình yêu thương của quê hương đất nước nè, gặp lại gia đình sau khi năm xa cách nè. Tại sao không kết thúc như vậy mà chỉ kết thúc rằng là ấy đấy, chú thấy chưa, có khi người ta thức trắng đêm chỉ vì một giọt sương.
nhằm mục đích gì vậy cả lớp? Quỳnh Anh, Khánh Trân, Anh Khoa, mở cam lên con. Cái kết thúc này cho thầy hỏi, có cái câu chuyện khép lại không cả lớp? Có khắc họa cho chúng ta thấy được họ bọ dừa sau khi về quê như thế nào không? Không cả lớp. Không đúng không? Thầy gọi đây là kết thúc lưng chừng. Vậy khi kết thúc lưng chừng như vậy sẽ giúp cho người Khánh Trân, Anh Khoa, mở cam lên con. Dạ con. Tôi con dùng hai thiết bị á cô. Con vào, con để cam này hả? Rồi thầy đi tiếp ha. Như vậy khi kết thúc theo kiểu lưng chừng như vậy, cụ cốc để cho nhân vật thằng lằn tự chiêm nghiệm, nhưng đồng thời cũng giúp cho người đọc chúng ta tự chiêm nghiệm về lời của cụ cốc nói. Nó không có một cái kết quả cuối cùng. Như vậy thầy gọi đây là kết thúc mở. Như vậy với kết thúc mở này sẽ giúp cho người đọc tự cảm nhận, tự suy ngẫm, tự chiêm nghiệm và sẽ có một bài học cho chính bản thân mình. Được chưa? Như vậy các bạn gạch đầu hàng số 3 ghi cho thầy. Gạch đầu hàng số 3. Câu chuyện khép lại bằng một kết thúc mở. Gạch đầu hàng số 3. Câu chuyện khép lại bằng một kết thúc mở. Rồi thầy. Suy ra mũi tên đơn ngang hàng cho thầy. Suy ra mũi tên đơn ngang hàng, tụi con ghi cho thầy. Tạo cho người đọc sự cảm nhận, suy nghĩ và chiêm nghiệm, từ đó rút ra bài học cho bản thân. Ở trên bảng nha, ở trên bảng suy ra mũi tên ngang hàng. Tạo cho người đọc ngang hàng sự cảm nhận thầy. Ghi bằng bút đỏ. Ghi bằng bút đỏ. Thì con nghĩ có phải là ngoài ra còn tạo sự tò mò và thích thú hơn về cái câu chuyện này đúng không thầy? Đúng rồi. Kết thúc mở sẽ giúp cho chúng ta tò mò và tự viết cho mình một kết thúc khác. Như vậy thầy có hoạt động sáng tạo cho các bạn nè. Các bạn ghi xong này đi, chúng ta có một cái hoạt động sáng tạo nè. Như vậy còn theo con nghĩ nếu là, cho nếu các là... bạn viết kết thúc cho câu chuyện này, các bạn sẽ viết như thế nào? Câu chuyện này, cách này, bài này sẽ là phần bài tập cho các bạn đó. Phần bài tập. Các bạn ghi xong rồi thầy hướng dẫn phần bài tập nha. Phần bài tập cho các bạn. Thầy đừng có bài tập thầy. Khó. Thầy ngồi nè, bạn nào nói suy nghĩ. Bạn nào nói phần bài tập khó? Bạn nào nói phần bài tập khó? Không ạ, con nói là thầy ơi, thầy đừng có cho phần bài tập đừng có khó quá thầy ơi. Cho dễ hả? À, thầy không có cho khó đâu, thầy cho dễ, yên tâm đi. Cái này là tư duy đặc biệt. Rồi, tụi con ghi xong chưa? Thầy qua phần giao bài tập nè, phần này dạ, bài tập xíu nha thầy. Dạ con sắp xong rồi ạ. Bây giờ con sắp xong rồi thầy. Ồ, chị tớ mấy lòng quá. Dạ rồi đó thầy. Cả lớp ghi xong hết chưa? Dạ rồi. Cả lớp ghi xong hết rồi đúng không? Dạ rồi thầy. Thầy vô phần bài tập nè. Bạn nào nói gì vậy? Dạ không có gì. Dạ. Rồi bây giờ thầy đi nha. Sao con? Dạ cái ý con nói là hồi nãy thầy vừa đọc hai câu hồi nãy luôn thầy. Câu chuyện kết lại bằng một kết thúc mở thầy. Suy ra mũi tên đơn, tạo cho người đọc sự cảm giác, suy nghĩ, sự cảm nhận, suy nghĩ và chiêm nghiệm, từ đó rút ra bài học cho bản thân. Được chưa con? Dạ được thầy, tại con sợ viết sai lắm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có phần bài tập nha. Thầy hướng dẫn phần bài tập nè. Như vậy kết thúc này là một kết thúc mở để lưng chừng cho chúng ta tự cảm
cảm nhận, chúng ta tự suy nghĩ, tự chiêm nghiệm, và chúng ta có thể tưởng tượng ra được rằng là qua lời nói của cụ giáo xong rồi, nhân vật bọ dừa về quê, nhân vật bọ dừa sẽ như thế nào. Như vậy thầy có phần bài tập cho các bạn. Nếu các bạn được viết tiếp cho câu chuyện này, em sẽ viết như thế nào? Các bạn hãy viết từ, dùng khoảng 3 đến 5 câu văn để viết thêm cho thầy cái kết thúc của câu chuyện. Nhớ nha, theo suy nghĩ của em nha. Theo suy nghĩ của em, có thể dựa lên cái việc đó là nhân vật bọ dừa nhớ về quê hương của mình và nhân vật bọ dừa quyết định trở về nhà. Được chưa? Được chưa? Rồi, các bạn sẽ viết thêm cái kết đoạn đúng không thầy? Đúng rồi, viết thêm cho thầy từ 3 đến 5 câu kết thúc câu chuyện, khép lại luôn, không phải là một kết thúc mở nữa nha. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Rồi bây giờ thầy có một ví dụ mẫu nè. Có cần mẫu không? Mẫu đi thầy, con có mẫu. Rồi bây giờ thầy quan sát mẫu nè. Thầy ví dụ thầy viết mẫu như sau. Sau đó thầy nói là gì? Bọ dừa về quê sum họp cùng gia đình và nhận ra gia đình, quê hương chính là bến đỗ bình yên nhất trong trái tim mỗi người. Đó là cách viết kết thúc. Wow. Được chưa? Các bạn cả lớp hiểu chỗ này chưa? Con hiểu rồi ạ. Rồi, tự nhiên thầy viết mà. Con ghi lại cái câu hỏi. Con ghi lại câu hỏi đi. Bạn nào ghi lại, các bạn chụp lại câu hỏi nha. Phần này thầy sẽ đăng lên sub và hạn chót cho các bạn nộp sẽ là 8:30 ngày thầy. Chủ nhật. Ngày chủ nhật đi con. Cho con chụp. Để ngày thứ hai mình học nha. Rồi. Đừng đi, cho con chụp bé à thầy. Thầy đang chờ cho tụi con chụp đó. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ con viết xong câu hỏi rồi ạ. Từ cho thầy bằng nhân vật chính là bọ dừa nha cả lớp nha. Rồi. Dùng lời kể thứ ba. Đúng rồi. Đừng dùng tôi nha, dùng từ là bọ dừa nha. Mình kể theo ngôi kể ba để biết phần kết thúc. Dạ con có thể sử dụng ba này không được không? Phải là con cấp từ đi. Cũng được luôn con, cũng được luôn ha. Rồi. Thôi nhưng mà dùng từ bọ dừa cho thân mật. Dùng từ ông nghe xa lạ lắm nha. Rồi. Dạ. Rồi bài học chúng ta ngày hôm nay tạm dừng lại đây, thầy có phần bài tập cho các bạn đó. Rồi. Rồi, cả lớp ủa thầy còn mình còn nữa, mình còn nhân vật nữa con. Mình sẽ đi con vào tìm hiểu về nhân vật bọ dừa. Nhưng mà hết giờ rồi, không kịp. Bữa sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về nhân vật thầy. Thầy, C nhỏ nhân vật đúng không thầy? Đúng rồi đó. Không, đánh dấu hoa thị. Đánh dấu hoa thị nhân vật. Dạ, chờ con xíu. Con sẽ ghi đánh dấu hoa thị trước đã. Rồi. Nhớ phần này các bạn sẽ làm vào vở bài tập nha, không làm vào vở bài học nha. Tụi con đánh dấu hoa thị, ghi chữ nhân vật cho thầy để bữa sau mình học tiếp nè. Dạ, dạ rồi ạ. Rồi. Xong ha cả lớp ha. Có bạn nào thắc mắc gì nữa chào không? Thầy. Dạ, con, dạ không. Dạ không ạ. Dạ chào thầy nha. Dạ con chào thầy. Okay. Hôm nay nói là được nghỉ sớm nhưng mà cũng phải đúng giờ mới nghỉ. Rồi. Dạ con chào thầy. Dạ chào các cô chủ nhiệm nha, các cô. Rồi hãy chào các bạn chào nha. Chào thầy. Nó làm bài tập đó. Chào rồi quên. Hôm nay sinh nhật của bạn Hồng Ân. Mà nãy giờ thầy quên chúc bạn Hồng Ân. Chết rồi. Và bây giờ buổi học ngày hôm nay cũng đầy đại diện cho cả lớp, lớp 6 của mình nè. Chúc cho bạn Hồng Ân có một ngày sinh nhật nhận thật là nhiều lời chúc nha. Và đặc biệt là con sẽ gặp được thêm tuổi mới. Mình sẽ thêm trưởng thành, thêm lớn. Mình sẽ thêm bản lĩnh hơn nè, mạnh dạn hơn nè, tự tin hơn nè. Để làm gì? Để mình có thể thể hiện được bản thân của mình ở trong tập thể. Và thầy rất là mong rằng là sẽ rất là mong rằng là sớm gặp lại tất cả các bạn ở trên lớp để thầy trò chúng ta được học tập nè, gặp gỡ nhau, thầy và các bạn cùng tổ chức nhiều hoạt động trò chơi với nhau ha. Và chúc cho bạn Hồng Ân ngày nào cũng sẽ là ngày sinh nhật của con. Bởi vì sao? Mình có một điều ước, thầy có một điều ước trong ngày sinh nhật, thì ước là ngày nào cũng sẽ là ngày sinh nhật của mình. Để làm sao? Mình nhận thật là nhiều điều tốt đẹp nhất của cuộc sống này. Được chưa? Và nhân dịp
lời sinh nhật của con thì thầy cũng gửi lời chúc đến tất cả các bạn. Sinh nhật của bạn cũng là sinh nhật của mình mà, được không? Chúng ta hãy dành những điều tốt đẹp cho nhau và nhớ lớn rồi mình phải cố gắng học tập nha. Cả lớp nhớ chưa, cả lớp phải cố gắng học tập để sau này mình trở thành người tài giỏi, góp phần giúp ích cho quê hương đất nước nha tụi con. Chứ đừng để cho thầy cô rất là buồn khi mà nhìn thấy rằng là mai mốt nữa một học sinh nào của mình dạy mà không có trưởng thành nữa là cô buồn lắm. Được chưa? Dạ. Như vậy là ân vui chưa con? Trời xin lỗi thầy, quên mất thầy ơi. Thầy mà quên như vậy là ân mà nhắc thầy là tối nay thầy không ngủ được, chằn chọc không ngủ được luôn á chứ. Dạ con ước. Dạ con xin tay nữa. Ủa hôm nay anh có đi chơi mình có súng nha mọi người. Qua không anh có đi cái súng luôn kìa. Bạn Đạt đang đại diện các bạn trong lớp chúc bạn Hồng Ân kìa, cho bạn Đạt chúc kìa. Dạ là con xin chúc bạn Hồng Ân là có nhiều quà thật tốt tốt đẹp đẹp và cũng và mong Hồng Ân là học giỏi nhiều. Đó là những điều mà bạn đại diện cho cả lớp chúc đến con ha. Và điều quan trọng nữa là muốn được điều đó thì cả lớp của mình phải đoàn kết và yêu thương nhau nha cả lớp nha. Được chưa? Yeah. Rồi chúng ta tạm biệt nhau nha. Dạ. Tạm biệt thầy. Rồi chưa hết giờ thầy đang nói mà một số bạn sau tắt cam rồi nè. Gia Mỹ nè, Khắc Lễ, Việt Thành. Rồi chúng ta mai mốt chúng ta cuối giờ đó thì chúng ta đợi giáo viên nói hết rồi chúng ta tắt nha. Tại vì chúng ta chỉ đợi có 1-2 phút thôi là cô và cô Hồng cũng cho tụi con nghỉ rồi mà tụi con tắt cam chi, đúng không? Thầy gắn chút xíu thì đợi 1-2 phút để các cô dặn dò xong rồi chúng ta nghỉ luôn. Để mỗi lần mà cô vào cuối giờ như thế này còn cô với cô Hồng đều phải nhắc là chúng ta bật cam lên. Như vậy không có tốt nha. Tại vì chúng ta còn có 1-2 phút nữa là mình cũng được nghỉ rồi mà, đâu có nhiều đâu mà chúng ta gấp gáp làm gì. Rồi cô dặn nha, chúng ta về học bài là từ vựng Anh văn để mai truy bài khoa học tự nhiên chủ đề 7, chủ đề 17 đúng không? Để mai chúng ta truy bài, rồi hôm nay chúng ta làm toán nha. Còn bài tập văn á, ngày mai cô sẽ dặn nha. Tại vì ngày mai thì thứ 7 chúng ta có ngày chủ nhật được nghỉ đó. Cô sẽ dặn các bài tập cần thì chúng ta sẽ làm vào ngày chủ nhật. Cho nên tối nay thì chúng ta chỉ làm bài tập toán nộp lên. Bài tập ít cho nên cô không chấp nhận hôm nay mà bạn nào thiếu bài tập đâu nha. Được chưa nào? Là sáng mai cô biết truy bài mà cô thấy bạn nào thiếu bài tập.